mùa thu hoạch hoa xạ đen. Đây là cây xạ đen. Bạt ngàn hoa xạ đen, vườn thuốc nam. Đây là cái xạ đen, hoa đây, hoa xạ đen đây. Đây là những cái hoa của xạ đen hái về, mùa thu hái hái về, mùa thu hái hái về, phơi âm can, hoa xạ đen phơi âm can, hãm nước uống chữa mọi bệnh. Ui giời ơi, nhiều thế. Đóng cái gùi như là gùi của người dân tộc ấy. Đấy, đóng cái gùi như là người dân tộc ấy, xong là về phơi đi. Đây này, hoa đây, hoa nhiều lắm. Đang ở rừng Tây Bắc đây. Đây là ở rừng Tây Bắc. Hoa xạ đen. Hái hoa xạ đen. Đây hoa xạ đen đây. Ôi thơm thế. Hoa xạ đen thơm thế. Hoa xạ đen thơm thế. Hôm nay đóng vai bà người dân tộc đi hái hoa xạ đen. Đấy, nhưng mà nên thầy thuốc nên là nó cứ còng còng. Hái nó chưa dẻo. Đấy, thế là bà con dân tộc là người ta cứ hái cho. Đấy. Ôi giời, thơm thế. Hoa xạ đen thơm thế. Đấy.
người dân tộc hái hoa xạ đen, người dân tộc hái hoa xạ đen. Ôi sướng thế, nhiều hoa thế. Đây, đi hái hoa xạ đen phải có cái gùi to này để ném hoa vào đấy. Hoa xạ đen, đây hoa xạ đen đây. Đấy, thế là bỏ vào gùi hoa xạ đen đây. Nhiều lắm, hoa nhiều lắm. Xạ đen đây à, thu hoạch, đang mùa thu hoạch. Hoa xạ đen thu hoạch vào đầu tháng 9, vào giữa thu, cuối thu thì được hoa lá và nó chắc nước. Đây, hoa xạ đen đây. Hoa xạ đen đây. Hoa xạ đen đây. Giống người dân tộc thế, giống người dân tộc thế. Hoa xạ đen thơm thế, hoa xạ đen chữa bệnh thơm thế. Úi giời thơm, úi giời thơm, úi giời thơm. Mọi người ơi, hoa xạ đen đây. Thôi chào nhá, còn phải đi hái hoa quá. Tối về không được bông hoa nào là vợ nó không cho ăn cơm. Tôi là dân tộc thiểu số đây. Đấy, phải để cái hoa đây, hoa vào đây. Đây, hoa đầy cổ nhá. Đây, cài hoa trên mái em đây. Được chưa, xinh trai chưa? À, cô gái đi gùi hoa. Cô hoa xinh đẹp nhá, chào nhá.